Hi, xin chào các bạn, mình là đây là Lam và chúng ta lại quay trở lại với chiến dịch ở Ai Cập. Rồi cũng vài ngày trôi qua mình chưa có chơi cái game này cho nên mình giờ cũng chẳng nhớ là chơi đến đâu rồi. Để xem nào, chúng ta đang đưa quân của Napoleon tiến qua phía đông để đánh vào Sinai. Thì lượt tới chúng ta sẽ đánh ha. Rồi phía này thì có một đám quân nổi dậy ở đây. Cái này mình cho quân đánh được không ta? Không tới. Thế thì không tới thì lực lượng này đông quá. Nếu mà nó không đánh ở đây mà nó kéo xuống đánh đây thì mình mất tỉnh này, nhưng mà mình cũng có thể chiếm lại nhanh được. Đồng thời vậy thì cho quân vô đây để không được luôn. Hay lắm. Ở đây có army này, có một đạo. Tạm thời để đó đi. Rồi, để coi còn phương Nam thì như thế nào nhỉ. Phía Nam thì lực lượng chúng ta đang hồi lính từ từ. Thì tạm thời đứng đây hồi lính đi. Đâu rồi, để kiếm con phía này mình không có con gián điệp nào hết ta. Coi cái list của mình coi. Ông này đang đứng đâu? List agent của mình này. Là một agent đang ở đây. Rồi xuống dưới đây coi. Ta phải có tình báo mới biết được là tụi nó đập quân đến cỡ nào. Như đây thì chút nữa là mình sẽ xuống mình quét một trận là xong. Còn phía trên đây thì chúng ta cũng có một con spy ở đây. Ở đây cũng có nè. Cho đi vòng vòng coi. Ở đây cũng có luôn. Con spy này không biết cho nó đi đâu chỗ nào nha. Thử đi vòng qua đây coi. Coi ở đó có lính không? Nếu mà đánh ở đây xong rồi lên đây hốt chỗ này luôn thì coi như chúng ta không có gì phải lo ở phía tây nữa. Có thể chia là quân làm ba cánh, một cánh để bình định chỗ này xong rồi qua đây đánh luôn là chúng ta sẽ không phải lo về khu vực này nữa. Rồi Napoleon sẽ rảnh tay để mà tiến đánh phía đông. Ok, lượt này sẽ kết thúc tại đây. Và hy vọng là quân thổ nữa không tấn công bậy bạ chỗ nào. Đó, nó lên trên kia đánh mà. Vây à? Chúng ta đã nghiên cứu xong cái tech này và bây giờ nó sẽ cho chúng ta khả năng là sử dụng đội hình kim cương cho kỵ binh. Cái này nó có thể thay cho cái West Formation. Ở đây có nổi loạn rồi. Dân đây âm 2 mà mình giảm thuế rồi đó. Trên đây chúng ta có hai đạo lính đồng trú. Kéo quân qua đường này. Hai đạo này cho vô đây luôn. Vậy tụi nó lại. Để coi dân tình ở đây có khá hơn chưa. Ở đây mình kéo quân mình đánh tiếp. Rồi trận đầu. Không biết có đánh đây được không. Rút chạy rồi. Giờ quân mình sẽ phòng thủ ở cái cầu này. Để đi qua đây xem bên kia như thế nào. Chỗ này chắc là nắng nóng kinh khủng lắm cho nên xem nè. Nên nó có cái hiệu ứng là mờ giống như trong sa mạc vậy. Rồi con spy này sẽ đi qua hướng này để xem bên đây lực lượng có bao đông không. Tiếp tục thì bên cánh này mình sẽ cho Napoleon đánh thẳng vô đây. Ở đây có một đơn vị đồn trú.
khá là đông. Nó đang tuyển hai khẩu pháo này, nhưng mà với lực lượng này của Napoleon thì là đủ đánh á. Chúng ta có pháo, có ngựa này, 5 khẩu pháo, rất là nhiều militia. 5 khẩu pháo thì sẽ để cho kỵ binh lo. Rồi, tấn công. Remember that the goal here is to capture the fortifications, not destroy them. Oh shit. Tụi nó để pháo bên đây à. 5 khẩu luôn. Thế thì mình sẽ dàn quân qua đây và nhanh chóng cho ngựa qua tập kích tụi nó. Trận đánh này có bộ vất vả đây. Sao Napoleon có 13 con ngựa vậy? Bên này tụi nó chỉ để một đạo lính thôi. Rồi. Còn mấy khẩu pháo đâu nữa ta? À, hai khẩu bên đây. Thôi phải cắt bớt một đạo ngựa qua đây đi. Ở vị trí này hơi xa đó. Rồi start. Many infantry units carry grapples and rope. Pháo binh đừng bắn cái đó, bắn vô tường thành này. What the fuck, không đủ tầm. Có đủ tầm hả? Đây, bắn vô cái lô cốt của nó. Nó từ sao bọn này nó không để pháo ở trong tường thành thôi mà nó đem ra ngoài chi, để cho kỵ binh mình sực nhanh chóng là mất một đạo. Charge. Kỵ binh là chỉ có nhiệm vụ là nhiêu đó thôi, đánh xong cho nghỉ. Rồi, rút kỵ binh ra. Đây cũng vậy, xong là cho nghỉ liền. Bộ binh thì chuẩn bị cho áp sát. Đem hết bộ binh lên. Đi bộ thôi được rồi. Rồi bên đây là những cái tay bắn tỉa. Xa xa mình trở lên đây luôn. Cứ từ từ đi bộ lên thì trong lúc đó thì pháo binh cứ tiếp tục nã vô. Bắn sập tường thành của chúng nó. 84%, 88%. Chỉ vài lạc đạn nữa thôi là cái tường thành bên đây sẽ đổ. Và đổ xong là chết hết mấy đạo trên đây luôn á. Bùm, rồi. Bức tường thành đã đổ rồi. Nhưng mà chúng ta chưa chèn vô vội đâu, cứ tiếp tục nã pháo nữa, tận dụng cái ưu thế về pháo của chúng ta. Ở đây mới 4% thôi. Chiếm được cái pháo đài này sẽ là một cái bàn đạp để chúng ta tấn công thẳng về phía
phía đông đánh bọn Thổ. Tụi này có pháo mà tụi nó không biết sử dụng pháo để bắn lại ha. Hay lắm, tụi bay có một cái nhà ở đây ha. Cho quân trong nhà nè, chút nữa bắn đổ tường thành xong bắn vô cái nhà này luôn. Được cái là pháo binh ở trong Napoleon này đạn là vô tận luôn, cho nên bắn tha hồ. Sẽ bắn qua tới bên kia luôn. Bão táp sa mạc, khói bụi bay đầy luôn. Chút mình vô mình coi cái control xem cái nút nào là nút tắt cái hút đi ta. Graphic UI controls không thấy. Thôi không thấy, không biết. Tại đang muốn chụp một tấm hình mà không có bị vướng với cái radar này. Vẫn 20%. Sao không hơn được ta? Mà bắn ở đây mà. Rồi các đội này cho vô đây. Ta lấy hai đảo này đi. Sập một bức tường thành, tường đã bắt đầu vỡ ra rồi. Cũng chưa đủ tâm ha, đang định dụ tụi nó ra đứng gần hơn xíu, cho hai đạo vô tỉa tụi nó. Đó đủ rồi, này hơi dư tầm xíu, phải bắn nó được mà nó không bắn mình được. Tường này sắp lủng rồi. Chèn vô. Bùm. Bắn vô cổng. Con này chèn qua cánh này đi. Cái gì vậy, bắn trúng quân mình à? Đậu không? À không, quân nó chứ. Nhưng mà cũng có vài người quân mình bị ngã ra nữa.
chạy lẹ đi tránh khỏi cánh cổng á. Chúng nó bắt đầu tràn ra cơ, bắn trả hả? Lùi lại xíu. Cứ lại đây ha. Mình đã phục kích sẵn rồi. Nó cho một đội kiếm ra. Nó đã bị phục kích. Chạy anh em, chạy anh em, chạy em. Bắn rác cái đạo này luôn. Hãy còn một đạo nữa cơ. Tám phần trăm mà. Rồi bên đây chúng ta tổ chức đánh vô luôn đi chứ hả. Ở bên trong này chúng nó còn ba tòa nhà được lắm. Chúng ta vô chúng ta chiếm hết khu này trong trong luôn. Đổ quân vô. Một đội ở đây ngoài này chặn nó đi. Bắn bắn bắn. Nhanh lên. Cho lựu đạn vô đây. Được không? Này không có chọi lựu đạn vô ta. Thắt vô. Chúng ta cần hai đạo chiếm cái nhà này. Cánh bên này cũng vô luôn. Cổng này khó bắn quá hay sao á. Dàn quân dài đây nè. Phía này đánh nhau kinh quá, phải cho quân tiếp viện rồi.
tình hình là nó kéo thêm hai đạo ở trên tường thành xuống để tiếp viện cho cái lô cốt bên đây. Mình cũng cho hai đạo qua luôn, tăng cường lực lượng ở bên đó, đồng thời cho hai đạo này vô trong đây. Pháo binh có thể ngưng bắn được rồi, bắn nữa cũng vô tác dụng, có 8% hoài. Ta có thể vô đây chiếm cái nhà này. Chiếm nhà này luôn các bạn. Chúng ta lại chiếm được một building nữa. Nhưng mình chiếm hết trong đây rồi, chỉ còn cái một đảo ở trên kia nữa thôi à. Quay lên bắn nó nữa là xong. Yeah. Hurra! Hurra! Rồi sau khi thắng trận ở đây thì chúng ta sẽ chắc là sẽ phải nghỉ ngơi một vài turn ở đây để cho quân nó hồi lại, với lại sửa sang nhà cửa luôn. Sửa mấy cái này chắc tốn bộn tiền, 7.700 để xây sửa lại cái thành này. Sửa cái này mất 300. Rồi, lượt này hết ở đây. Xem nó kéo đi đâu nè. Đó, đó, đó. Nó định kéo qua Alexandria. Nó kéo qua Alexandria thì hơi bị nguy á nha. Lực lượng ở đây chỉ có vài đạo thế này, làm sao mà đánh lỗi nó. Nó thủ qua cái cầu này nè, mình đánh không tới. Ồ, đánh luôn. Phe chúng ta lực lượng tương đối là vẫn còn nguyên vẹn, với tất cả là lính là infantry là 160 hết, không có đạo nào bị mất chưa. Chúng ta có 1 2 3 4 8 đạo light infantry, hầu hết đều là có kinh nghiệm 1 sao trở lên, với lại 5 đạo lính militia quân đánh thuê. Mà tôi nói là militia không à. Ok, đánh nhau giữa cái cầu rồi luôn, để coi trận chiến giữa cầu nó ra làm sao. Này không có cầu mà hai bên là nối với nhau bởi cái dũng nước nông như vậy. Vậy thì coi nên chọn đánh qua hướng nào đó. Đánh hướng này đi, đánh hướng bên trái hoặc là bên phải. Giờ chả thấy quân nó ở đâu hết trơn á. Tạm thời để hai khẩu pháo này ở đây, sao mình kéo lên dọc sát bờ sông rồi nè. Năm đạo này trở ra lên trước. Ở quân mình xếp vậy đi. Tính nó không có pháo, nó chỉ có hai đạo kỵ binh nè. Rồi start.
kéo pháo ra đây. Năm đạo này qua đây trước. Một đạo kỵ binh nó đã đi vòng qua bên cái bờ bên này, và có thể là bốn đạo nữa sẽ đi qua đây, chắc là định móc chúng ta đó. Còn quân nó đã dồn qua bên bờ bên kia, đứng xa bên bờ trên cái đồi bên đây để lập trận phòng thủ nè. Ta sẽ để bốn đạo bên này chặn cánh mình đó. Năm đạo này qua sông trước đi. Cái ta bắt đầu bắn rồi. Daily Horseman, những chiến binh sa mạc, để coi tụi nó định dở trò gì. Phía bên đây chắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đạo này định vượt sông, còn lại thì là dồn qua cánh này ha. Úi chà, úi chà, nãy giờ không để ý. Lui về, lui về đi. Bắn nó. Cái đậu phộng. Vậy không ổn, bắn quân mình hết. Còn 13 lính nữa, rồi xong. Trade như vậy thì cũng mình đã tổn thất nhiều quá. Kéo quân qua bờ sông đứng rồi. Ví dụ tụi nó qua, nếu mà tụi nó chịu qua sông thì mình có lợi hơn. Một đám tụi nó đang thủ ở đây chờ đợi cơ hội. Pháo của mình thì tốt nhất là vẫn cho nên bắn như những cái khu vực bên này. Đám kỵ bắt đầu di chuyển cơ. Nó chạy hàng dọc luôn chứ. Được lắm. Ở đây có vẻ tấn công dữ dội rồi.
bắt đầu phòng quân cho nó đông quá. Rút quân về đi. Không rút được chắc là tiêu mấy đạo này quá. Chuyển cái này qua đạn bắn đạn này. Kéo bớt hai đạo qua đây nè. Chết rồi. Lên 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 lên, lập tuyến phòng thủ, nhanh lên. Ta bị nó ép qua. Bốn đạo đi qua xong là bị giết hết. Đạo ra đây nhanh. Đúng rồi, bắn tặc, tặc cánh tụi nó. Khiếp tụi nó qua đông quá. Mà chúng ta phải đánh xong cái cánh này trước khi bọn bọn kia chưa qua, bọn kia đi chậm rồi. Khi bị chậm một nhịp. Qua đây, qua đây. Bắt đầu bắt cái nồi. Ôi, sao nó chạy qua tới bên đây. À, quân này quân mình. Cho kỵ ra đây bắn vậy. Pháo bên mình bắn đạn bi tạt qua vậy mà nó còn chưa chết nữa. Sát la liệt dưới sông la liệt sát buông nó luôn rồi. Cho kỵ binh đứng đây bắn tạc qua luôn. Có tướng nữa kìa, tướng của mình cũng ra luôn, sợ gì. Nãy giờ pháo binh của mình chắc cũng giết được vài trăm tên rồi. Sau này cho hai đạo này qua bên đây sẵn sàng chi viện. Nhưng mà mình nghĩ là ở giữa là chắc không đủ đâu, cũng phải chi viện chiến đấu với phòng cao ở bên còn bị mấy 40 người ở đạo này, 47. Nó đi qua xong là cứ phơi xác cho mình bắn rồi. Ui trời. Thắng rồi thấy không?
quay lưng lại cho tụi mình bắn thôi. Đi qua sông là mình bắn nữa rồi. Tập trung bắn ở đây, tập trung bắn ở đây. Hãy còn rất là đông nha, kiếm cái đạo nào còn đông đông mình giết tiếp. Như kiếm vậy hả? Bộ kiếm tay em đạo này còn 65 nè, giết lấy kinh nghiệm. Con đã chạy như kiến luôn á. Đây nữa nè, 59 con. Thôi kỵ binh mình mệt rồi, cho nghỉ đi. Victoire! Ủa trời, anh hãy còn chạy được. Đánh tới không được nữa hết rồi. Nhưng mà với lực lượng này thì yên tâm là nó không có xong, không đủ sức để mà đánh vô Alexandria đâu. Chúng ta yên tâm rồi đó. Sao tiền mình ít dữ người ta. Trời, còn 813 đồng một lượt à. Ở đây đủ lính rồi nè. Giờ chúng ta đánh vô đây đi. Trận này hả?
106. Rồi, đánh một trận nữa rồi nghỉ nè. Trận này nhìn thấy quen quen. Pháo này. The hell, bố trí pháo đâu đây? Cánh này đi. Chúng ta chia làm lính làm hai loại. Một loại là quân dân đen mình thuê, còn loại là quân chính quy từ Pháp qua. Có ba đạo à. Kỵ binh này để nhánh này đi. Rồi start. Kéo pháo lên cái hàng cây bên đây. Đến chính quy cho vô trong đây. Mấy đạo này qua đây. Đứng cánh này. Kỵ binh lên đây. Rồi số còn lại 5 đạo này sẽ qua bên đây đứng. Lập một tuyến phòng thủ ở sau cái hàng rào này. General vô đây. Đầu tiên thì mình sẽ cố mình chiếm cái nhà này trước. Rồi từ từ chúng ta sẽ chiếm cái thành phố này. Có vẻ như trận chiến chính sẽ diễn ra trong thành phố này đây. Tại vì tụi nó cũng kéo quân vào thành phố rồi. Còn phía này thì... Chà chà, nó định bao vây mình ở phía này hả? Đập một tiếng chặn lên nhanh lên. Chóng lên. Tụi nó la hét cái gì vậy trời. Rồi, cho một đội tấn công một chút. Khoan bắn á nha. Hai trăm chín mươi mấy đạo. Cho đạo đứng đây, đứng đây, đứng đây. General đứng phía sau. Rồi, clear một đạo đầu tiên. Kéo kỵ binh về. We have taken a building, sir. Pháo binh thì bắt đầu cho bắn được rồi đó. Fight will, fight will.
ta kéo quân mình vào trong cái lùm cỏ này coi. Full rồi, không có để thêm lính vô được cho nên mấy thằng kia phải đứng ở ngoài. Cho ba đạo tiến lên để chiếm cái tòa nhà thị chính bên trong. Hai đạo này dàn qua cánh này đi. Cái nhà này ít cửa sổ quá nên quân mình bắn là không có nhiều. Xong, chạy rồi. Chúng ta gỡ mấy khẩu pháo này ra, chuẩn bị quay qua hướng bên này. Chưa xong chưa, cài vô cài vô cài vô. We have taken the buildings up. Chúng ta quay cái phòng tuyến, chúng ta qua phía này. Chắn xong mấy cái lùm cây này là ngon. Bắt đầu lắp pháo vào. Phía này mình sẽ cho quân mình bắn tỉa chúng nó. Bắn và chạy, bắn và chạy. Bắn tiếp. Chưa xong hả? Kéo về đây. Rồi ở đây đang có chuyện gì đây? Nó không làm gì được đâu, mình cho qua bên đây mình chờ được khiển ngựa đi. Đập đạn chuẩn bị bắn tiếp. Nạp đạn, chuẩn bị bắn đảo kia. Rồi, chặt quả đạo này luôn. Không bắn nữa nha.
Chạy nhanh lên, tụi kia nó định bắn mình kìa. Rồi ở đây hốt cái đạo này. Phía bên đây tụi nó định làm gì đây? Tấn công mạnh dữ. Nhanh lên, kéo cái đạo này qua. Chứ không là pháo mình ăn hành mất. Rồi ổn, good. Bên đây hạ xong đạo này rồi, chuyển qua đạo này luôn. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Rồi, thì bên hạ nốt đạo này. Có lẽ là mình nên đổi qua đạn bi đi để bắn con ngựa nó rồi. Phía này hẳn còn một vài đạo đang chiến đấu ở đây. Nhìn tưởng ngựa ha, nhưng không phải ngựa. Bộ bình thường. Bộ bình thường thì chúng ta cho bốn đạo này ra đây nghênh chiến. Ba đạo này quay lại chuẩn bị quét dơ tụi nó. Bắn hướng đó là có khi trúng không? Oui, monsieur. Gì vậy, chạy vòng tròn. Gắn lưỡi lê vô tấn công luôn. Đạo này Peaceful occupies. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn toàn chiếm được cái phía nam này rồi. Rồi bây giờ mình cho con này qua đây để xem bên này nó lực lượng bên này như thế nào. Ở bên đây là cái nước khác, Belodutins, nhưng mà nó cũng đang chiến tranh với chúng ta. Chết mồ, nãy giờ có reset công nghệ không gì vậy? À, đang reset cái này hả? Cái này để làm gì ta? Diamond Formation, 5% wheels. Cái này đi, nó sẽ giúp cho chúng lực lượng bộ binh chúng ta có khả năng vừa bắn vừa tiến.
Ủa ở đây là rồi full đạo rồi. Chà. Cairo không có ai phòng thủ cơ. Hư nhiều quá, không có tiền sửa. Đâu, bây giờ để coi cái thành phố nào mà có đánh thuế thành phố này rồi. Ở đây nữa. Ở đây đánh thuế được rồi nè. Cái chỗ nào mình coi đánh thuế được, chỗ này chưa được. Ở đây cũng chưa được. Rồi. Như vậy tiền thuế sẽ tăng lên 2000, cũng khá cao rồi đó. Ở đây thì chắc là tạm thời phải cho quân nó chấn giữ ở đây chứ mang đi chỗ khác đánh thì dân đây nó loạn mất. Ok, lượt này hết ở đây ha. Ottoman lại kéo quân đi, phá. Ở đây kéo quân đi đâu đây? Chà. Cướp phá khắp nơi hết. À, như vậy là chúng ta sẽ có nhiều việc phải lo đó. Đánh quân Ottoman đang cướp phá ở đây, rồi phải qua đây phòng thủ để không biết là tụi nó có định đánh vô Cairo hay là không. Nếu mình có thể đánh, mình đánh qua thẳng bên đó luôn. Rồi phía này thì chúng ta lại bị mất một cái tỉnh, kênh đào Suez. Hai ngàn thì chắc là sẽ phải mua thêm một đạo quân nữa mới đủ sức để mà dàn ra đánh ở khắp nơi như thế này, chứ bây giờ thì thấy hơi bị thiếu lính rồi. Tạm thời thì Napoleon sẽ đứng đây nghỉ trong vài tuần nữa để xây dựng luôn, chứ chưa có tiến qua bên đây nữa đâu. Rồi, và mình sẽ dừng video tại đây và chúng ta sẽ lại tiếp tục trong video lần tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.